Những dòng MacBook mới hiệu năng càng ngày càng cao, và chiếc MacBook cũ thì lại không thể nào mà đáp ứng được cho những cái nhu cầu công việc hiện tại của các bạn, thì đã đến lúc các bạn phải lên đời máy. Nhưng mà trước khi các bạn bán MacBook á, thì các bạn phải xóa hết những cái dữ liệu ở trong máy, để tránh một ngày đẹp trời thông tin của các bạn sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Và các bạn đã biết cách xóa hết dữ liệu quan trọng trong MacBook của mình chưa? Video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái việc nên làm trước khi các bạn bán MacBook. Và sau khi các bạn thực hiện xong thì các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi mà mình bán máy mà không phải lo thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ ra bên ngoài. Không dài dòng nữa, intro nào. Sao lưu dữ liệu luôn là cái điều mà mình ưu tiên hàng đầu. Máy móc cho dù có xịn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào tránh được những cái lúc mà bị hỏng vặt, đúng không nào? Và sao lưu dữ liệu hay backup sẽ là cái thứ mà cứu các bạn trong những cái tình huống khẩn cấp như vậy. Với bản thân mình á, trước khi mà mình sao lưu lại á, thì mình thường hay rà soát cũng như là mình xóa đi những cái file rác đang có trong máy, giúp cho một phần cái việc sao lưu backup nó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ở trên MacBook á, đã có công cụ Time Machine. Đây chính là cách mình khuyên dùng vì nó rất là đơn giản và rất là tiện. Toàn bộ máy sẽ được lưu lại và khi mà cần sẽ khôi phục được toàn bộ hệ thống. Time Machine chính là cái giải pháp cực kỳ tuyệt vời. Khi các bạn cài đặt xong thì nó cứ âm thầm mà làm việc thôi. Nó sẽ tự động sao lưu file cũng như là ứng dụng nè, hay là những cái file hệ thống. Và khi hết ổ cứng á, thì nó sẽ xóa các bản lưu cũ để máy các bạn luôn luôn trong tình trạng được backup. Thực ra mà nói á, thì cái bước này nó cũng không liên quan lắm. Vì nó nằm ở phần nào? Nó nằm ở cái phần thói quen mà khi các bạn sử dụng MacBook. Nhưng mình vẫn muốn nhắc đến để cho các bạn có một cái thói quen backup. Có những cái rất là dễ quên, nhưng mà hầu như là nó không có nằm ở trong bất kỳ một cái cloud nào cả. Chẳng hạn như là phông chữ mà các bạn cài đặt thêm trong máy nè. Các bạn mở app PhoneBook ra, lựa chọn User, nhấp phải chuột vào một cái phông bất kỳ và chọn Show in Finder để đi tới thư mục chứa cái phông cài thêm. Các reset nè, các plugin nè, action nè, các brush hay các pattern ở trong Lightroom hay là trong Photoshop, hoặc là những cái hiệu ứng chuyển cảnh hoặc là các loops màu ở trong Final Cut Pro. Và mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề backup và chuyển dữ liệu từ MacBook cũ sang MacBook mới ở một video sau. Các bạn hãy đón xem các bạn nhé. Bước tiếp theo, đây là bước khá quan trọng. Các bạn hãy like và subscribe cho channel của HaloShop để có thể cập nhật thêm những thông tin về game cũng như là công nghệ các bạn nhé. Các bạn hãy thông cảm cho cái sự quảng cáo khá là lộ liễu của mình nhé. Đây mới chính là bước cực kỳ quan trọng, hãy đăng xuất hết tất cả những cái tài khoản liên quan tới Apple ID. Vì khi các bạn quên không đăng xuất ở trên iCloud, khi mà các bạn đăng nhập vào một chiếc máy mới thì tất cả những cái thao tác của các bạn ở trên chiếc máy mới đều sẽ tự động được đồng bộ vào trong chiếc máy cũ. Và chúng ta sẽ có 3 phần cần lưu ý: iTunes, iMessage và iCloud. Để đăng xuất iTunes, các bạn mở iTunes lên, bấm vào Account và Sign Out. Còn với iMessage, mở Menu Message, Preference, chọn các tài khoản của bạn và bấm nút Sign Out. Đối với iCloud, các bạn mở System Preferences, chọn iCloud, bỏ dấu chọn tại mục File My Mac và bấm nút Sign Out. Mạng xã hội cũng là một trong những cái rất là dễ bị hack. Chỉ cần sơ suất một tí thôi là xem như là cái trang Facebook triệu follow bốc hơi và bay màu cho chồng chớp mắt. Hoặc thậm chí tệ hơn là những người đó, người ta giả danh mình để làm những cái việc mà nó u lạch trời lắm. Ngoài việc đăng xuất ở trên ứng dụng, chúng ta nên rà soát lại một lần nữa trong phần Internet Accounts. Các bạn hãy mở System References, chọn Internet Account. Các bạn chọn từng tài khoản ở mục bên trái và bấm dấu trừ ở bên dưới để xóa. Tiếp theo, chúng ta sẽ format lại toàn bộ ổ cứng và đưa chiếc MacBook trở về chế độ như vừa xuất xưởng nhé. Đầu tiên, các bạn shut down MacBook. Sau đó nhấn giữ tổ hợp phím Command cộng R cho đến khi nhìn thấy logo Apple. Chọn ứng dụng This Utility trong cửa sổ macOS Utilities. Chọn ổ cứng của máy, mặc định tên là Macintosh HD. Bấm nút Eraser. Các bạn sẽ bấm vào chữ Eraser và chờ cho đến khi máy format xong và bấm chữ Done.
Việc cuối cùng đó là chúng ta sẽ cài lại macOS cho chiếc MacBook để đảm bảo chiếc máy hoàn toàn không còn dữ liệu cũ trước khi mà các bạn đem bán nó nhé. Ở trong cửa sổ macOS Utility, các bạn chọn Reinstall macOS để có thể cài hệ điều hành mới, phiên bản đi kèm với máy đó. Và các bạn làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi kết thúc. Hy vọng rằng những cái chia sẻ trên sẽ giúp cho các bạn có thể xóa được hoàn toàn những cái thông tin quan trọng của mình ở trên chiếc MacBook một cách triệt để nhất, đảm bảo được sự an toàn dữ liệu cá nhân của mình. Và nếu đó là chiếc máy của công ty thì chắc chắn đó là sự an toàn của cả một công ty rồi nhỉ. Các bạn muốn mình chia sẻ thêm về điều gì thì để lại comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Và hiện nay ở Hello Shop có rất là nhiều những cái mẫu MacBook đã qua sử dụng với đa dạng cấu hình và mẫu mã. Các bạn quan tâm hãy click ngay vào đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!